Hôm trước mình đã học sơ qua về cái dashboard của WordPress rồi, thì nó sẽ có những cái phần như là giao diện này, giao diện là theme này, plugin này, các quản lý user các kiểu. Thì hôm nay mình sẽ đi tạo cái theme. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu đi code đấy. Thì hiện tại là mình có cài một cái web WordPress, nó ở trong cái localhost này. Nhưng mình để tên miền là web test, là cái tên miền ảo đó. Đó, thì mình sẽ đi tạo ở đây một cái theme đó, thì mọi người có thể làm theo, hôm nay thì làm theo luôn để rồi mình sẽ giải thích là cái theme là nó gồm những cái file 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 nào một cái theme đó. Thì theme WordPress thì nó sẽ được viết thành một cái gói dạng như một thư mục, trong đó thì chứa các file cần thiết để nó hiển thị giao diện của website. Thì thông thường thì các file đó là chủ yếu là file PHP. Thì sau cái bài học hôm nay thì bữa sau mình sẽ học một số kiến thức cơ bản về PHP để mình biết mình làm việc với lại theme đó. Còn hôm nay mình sẽ đi tạo cái thư mục theme và define một số cái file cần thiết, mà mình sẽ giải thích từng cái file. Thì nó nhiệm vụ của từng cái file đó là cái gì đó. Thì mình có web của mình này, web này là web web test này, thì mình để cái code nó ở trong cái web mình luôn. Thì mình bây giờ là mọi người dùng sức làm test này, open cái code nó lên này, dùng sức làm test này. Đó, dùng sublim test, cái code của mình nó nằm ở đâu quên rồi. Đây, cái code là code này nè. Code của mình là nó đây là cái code cục đấy đây. Đó, mọi người giống như mọi người thôi. Thì cái này code của mình thì mình sẽ bash ra một ngoài một cái mình run luôn nguyên cái thư mục của WordPress bỏ vào trong cái sublim test của mình. Thì mọi người làm theo đi. Mình cái code WordPress mà hôm trước mình cài lên local á, mình bỏ hết cái thứ nó vào trong cái sublim test luôn. Bỏ vào cái sublim test để mình làm cho nó dễ. Nóng rồi. Đó. Bỏ hết vào sublim test thì không thì open này, file open cái open folder á. Đó, thì mình open mình bỏ nguyên cái thư mục của mình là thư mục của red á trong htdoc của Sam á. Cút bỏ vào hết trong cái sublim test này. Và đây là toàn bộ source code của cái WordPress. Đó. HTTP có cái WordPress đấy. Đó, mình run nguyên cái WordPress bỏ vào trong này. Thì mình bỏ vào á, sẽ có một số thư mục của WordPress như là WP admin. Thì cái trang này nè, mình không dùng, mình không chỉnh sửa tới nó. WP admin là cái trang mà để hiển thị cái dashboard của mình nè. Cái thư mục những thì dashboard này mình thấy không, nó xịt bởi đây là mình này đó. Rồi cái file content đây là mình chỉ làm ở trong file content thôi, và content nó có hai thư mục, đó là theme và plugin và theme. Thì hai cái này là mình giới thiệu bởi bài hôm trước á, là cái chi mình cài là nó sẽ nằm ở trong thư mục này đó. Và ở đây là nó hiện tại là mình đang có hai cái thư mục trong cái theme của mình, nó có hai thư mục là bán xe ô tô lại cái trend ti đây. Đó là gồm có hai cái này này. Đó. Nếu bạn cài thêm một cái nữa thì ở đây nó cài thêm một cái theme ở đây nữa, thì ở đây nó sẽ xuất hiện thêm một cái thư mục nữa. Đó. Nhiệm vụ của lập trình theme á, là mình sẽ đi tạo một cái folder trong này và mình sẽ lập trình trong cái folder này thôi. Trong cái folder theme này này. Giờ mình làm sẽ tạo thêm một cái thư mục mới và mình sẽ chủ yếu là code ở trong cái thư mục theme này.
Đó, sau này nếu mà mình lập trình plugin á thì mình sẽ bỏ cái plugin nó vào trong thư mục này và mình chỉ code này, cái cell này đó. Rồi đó, bây trừ là mình sẽ đi tạo một cái theme, có nghĩa là mình sẽ tạo một cái thư mục ở trong này, và WordPress thì chủ yếu là lập trình theme đó, còn các bộ phận này như admin này, include này thì mình không quan tâm đó, không cần động vào đó. Rồi thì để tạo một cái thư mục theme á, thì mình sẽ đi xem những cái theme mà nó đã làm trước đó, là những cái theme của mặc định của WordPress mà khi cài WordPress là nó có sẵn á, thì mọi người sẽ thấy là mình xóa hết rồi, mình để lại một cái này thôi. Mọi người sẽ thấy có ba bốn thư mục gì đó của mọi người á, có ba bốn thư mục gì đó, thì mình click vào xem thử một cái này. Đó là thì một cái theme của WordPress nó sẽ bao gồm những cái file và những cái thư mục như thế này. Đó thì mỗi người sẽ có một cách bố trí khác nhau, thì mỗi người sẽ có một cách bố trí khác nhau, và cái tên thư mục này có thể đặt khác nhau cũng được. Nhưng mà nó sẽ có một số file mà nhất định là không thể thiếu. Đó. Đó thì cái theme này này, sau này mình sẽ code những cái này này, comment này, email này, header này, page này, đó, email này, CSS đây này, print này, config cái này thì không quan tâm, đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tạo một thư mục mới đi, tạo một thư mục mới là new folder ngay chỗ cái theme này, mình new một folder, gọi là mình đặt tên là new theme đi. Đó, đây có một thư mục mới này. Mọi người là không giống mình hay, mọi người là có thư mục trendy, trendy tinh nai tinh này nè, trendy nai tinh này á thì có nè, còn có ô tô này không có, ô tô này của mình có tùm. Đó. Thì mình sẽ tạo thêm một cái gọi là cái new theme. Đó. Thì trong new theme ấy sẽ bắt buộc một số file mà chắc chắn một cái theme nó phải có. Thứ nhất là file new, một file này lưu lại là index.php, bắt buộc phải có này, nó index.php, tắt đi, mình sẽ tạo file thôi, cứ để im đó nè, index.php này. Rồi file thứ hai á, là file style.css, new file style.css. Đó, là hai file này là bắt buộc phải có. Và cái index này á, là nó sẽ hiển thị trong web, là code hiển thị trong web nằm hết trong cái file này. Đó. Còn file CSS là file chứa cái, thứ nhất là chứa khai báo của cái theme, thứ hai là chứa cái nội dung style của website của mình ở đây. Đó. Hai file này là bắt buộc có ngay. Vài bữa mà đi phỏng vấn WordPress hoặc kêu một cái theme WordPress thì bắt buộc những file nào á, thì phải trả lời được là hai file này, index với lại style. Nếu mà không có hai file này á, thì nó cái theme nó lỗi. Đó. Rồi mình đừng quan tâm tới cái index.php, tí nữa mình chỉ quan đầu tiên mình chỉ quan tâm tới cái style.css này. Style.css này là nó sẽ chứa để nó sẽ chứa thông tin để khai báo cái tên của theme. À, thì mình sẽ đi copy cái file style.css, theme nào cũng có style.css, mình sẽ copy cái theme này nè, thấy chưa, đó nó sẽ có một cái dòng dài thon như này, thì mình chỉ copy cái đoạn phía đây thôi. Bạn vào bất kỳ một cái theme nào ở trong cái thư mục của bạn á, vào cái file style.css, copy cái đoạn comment đầu tiên lại, copy cái này qua cái trang của mình dán vào. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, mở quá cũng tỏ này, đó nó sẽ có một số khai báo này, theme name này có nghĩa là tên của cái theme này, theme URL là cái đường dẫn tới cái theme, author là tác giả
tác giả của theme là tên gì, khai báo ở đây. Rồi author URL có nghĩa là đường link của tác giả, họ muốn biết thông tin của theme là ai viết, họ sẽ viết một cái link này để họ xem. Rồi description là mô tả ngắn cho cái theme này. Đó, version đó là cái theme này nó sẽ là ở version bao nhiêu, tự khai báo luôn. License mấy cái này thì làm theme bản quyền á thì quan tâm. Test domain thì nó sẽ dùng để sau này để mình làm đa ngôn ngữ thì mình khai báo một cái label cho tất cả mẫu theme là một cái label á, sau này làm đa ngôn ngữ. Cái tag á là những cái mà từ khóa mà họ sẽ search khi mà lên trên ốc cái theme, mà lên trên mục red.com, mục red.org á, họ sẽ search cái này sẽ ra cái theme của mình. Đó, còn cái phần dưới này thì mình xóa đi, không cần. Xóa phần dưới đi. Làm tới đây chưa? Làm tới đây chưa? Nó tới đây chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đặt theo ý của mình. Mình không, mình copy của họ để mình tham khảo đâu. Còn ví dụ cái theme này là theme chi của mình. Ví dụ mình làm cái bán hàng đó thì product theme ví dụ nhé. Rồi URL của theme thì mình, nếu mình không có thì mình đỏ bỏ đại một trang cái link trang web cá nhân của mình cũng được. Ví dụ như mình có, ví dụ cái theme này nó nằm ở trong một cái URL nào đó, mình muốn họ muốn, họ muốn vô chi tiết của cái theme này á, thì họ sẽ click vào đây. Mình sẽ ghi ví dụ như Solar. Đó. Tác giả thì ví dụ mình ghi tên của mình. Mình là người code cái theme này á, ghi tên. Rồi ví dụ như là URL author URL á, có nghĩa là cái link của tác giả thì mình có bỏ, thể bỏ trang cá nhân của mình. Rồi cái mô tả thì mình sẽ mô tả một đoạn ngắn cho cái theme này, ví dụ như là theme này là theme làm chức năng chi á, thì mình như tiếng Việt cũng được, không cần phải tiếng Anh nha. Version thì ví dụ mình cho là 1.0, cái này thì không quan trọng này. Không, test domain thì ví dụ product. Đó, còn cái này thì có thể là mình cứ để im cũng được, không thì mình đổi thành một số từ khóa của mình, mỗi từ khóa cách nhau bằng một chỗ phải, ví dụ như product im một ra vikira.net ví dụ như thế, lưu lại. Đó là mình khai báo cho một cái theme á. Nhớ thì cái file style này là file bắt buộc và mình phải bắt buộc khai báo. Đó, style của họ phải khai báo dài này, dài bằng. Mình chỉ cần một đoạn phía trên thôi. Đó, style của mình đây. Đó. Khi tạo một cái theme á thì phải làm hai cái việc này đầu tiên. Rồi sau khi mình tạo, mình có một cái file index, có một cái style.css á, mình ghi đầy đủ thông tin rồi á, thì mình vào admin mình save, nó hiện ra chưa, log lại này. Sao lại chậm thế này? Đó thì nó sẽ ra cái theme product của mình ở đây. Mình click vào á, nó sẽ có thông tin này, product theme này, phiên bản là 1.0 by Hikira, có từ khóa. Đó. Thấy chưa? Ví dụ như mình không có file style là nó sẽ không hiển thị được cái này. Không có file index là nó cũng không hiển thị cái này, sẽ báo lỗi với này, cái theme này đang bị lỗi. Đó. Rồi. Ok ha. Chúng ta thấy chưa? Đó. Rồi. Ví dụ như mình muốn một có một cái hình đại diện cho cái theme này á, thì chỉ cần hai file là cái theme nó đã tại rồi. Nhưng mình muốn cho thêm một tí cho họ vô họ thái nó có hình ảnh demo sơ sơ á, thì mình sẽ đây này, mình sẽ đặt tên của một, mình sẽ tạo ở trong thư mục theme này một cái file hình tên là greenshot.png hoặc.jpg. Đó, mình copy cái tên này
Đó, trừ mình sẽ lên mạng, ví dụ như mình chưa có cái hình, ví dụ mình chụp cái hình có trong web, cái giao diện trong web mình, cái mình đặt cách một cái file tên screenshot bỏ trong thư mục này cũng được, ví dụ mình chụp cái thư cái trong web ghi ra. Chụp nó quá mới ghi ra này. Đây. Mình sẽ đinh là nó sẽ lưu vào desktop. Đây này, mình sẽ đổi cái tên nó lại thành screenshot. Đó, thành screenshot. Sau đó mình sẽ copy cái hình này vào cái thư mục thêm của mình đang code. Group B content thêm new thêm dán vào đây. Đó. Này, cái mục thêm mình có hai file này, chỉ mình tạo thêm một cái file hình nữa. Để làm hình đại diện cho cái theme có tên, cái tên của cái file nó phải là screenshot này thì nó mới nhận. Đó, sau khi tạo xong đó, thì mình vào đây mình F5 khóa. Sẽ hiện lên ở đây. Chúc mừng local này, thấy chưa? Có một cái hình ở đây rồi. Đó là chúng ta cách tạo một cái theme. Là một cái theme cơ bản thì nó sẽ gồm những cái phần đó. Ví dụ một trang web mà họ muốn một cái form submit thôi đó, thì quá đơn giản là họ chỉ cần một cái file index.html, một cái landing page rồi á, làm landing page bất động sản các kiểu đó, thì một page thôi, thì họ chỉ cần chừng ai họ code trong cái file file index.php là đủ. Tới đây ok chưa? Thấy chưa? Tạo ra một cái theme rất là đẹp. Không làm theo chứ làm chứ không được. Nên anh đọc sơ lại này, em phải làm theo kịp này, chắc làm theo không kịp mà không được này. Vào tới mục thêm chưa? Thêm là có rồi. Cái mục đấy em để ở đâu? Vô VDB content chưa? Vô thư mục thêm chưa? Rồi tạo một cái folder, tạo chưa? Tạo một cái folder. Em chú ý này, em chú ý này. Muốn tạo trong cái folder này á thì phải click lên cái này để click chuột phải new folder. Hiểu không? Rồi trong đó em tạo hai file, một file là index.php và một file là style.css. Đúng chưa? Trong file style sớm CSS á, em làm gì em biết không? Nhớ không? Style của CSS của một cái theme khác copy qua. Rồi sau đó thử sửa thông tin. Rồi muốn có một cái hình đại diện á thì làm một hình bỏ vào thêm một theme đó và đặt tên là screenshot.jpg hoặc .png. Thế không? Có gì đâu mà làm không kịp. Đó. Ổn chưa? Rồi. Thì đây là mình tạo được một cái theme rồi đó. Nhưng mà thành phần của cái theme này á, thì mình sẽ làm tiếp theo. Chứ còn cái theme như thế này là cái theme chưa có chi hết. Trừ ví dụ này, áp tiếp cái theme nó lên coi ra răng này. Kích hoạt lên. Kích hoạt lên. JPG cũng được em. Đó, chờ anh kích hoạt cái theme này này thì em sẽ view ở đây.
Ra một trang trắng nâu, không có gì hết. Đó. Rồi ví dụ ở PHP này, anh gõ một đoạn code đi. PHP là echo này. Hello. Đó, giờ ra hello world này. Đây là cái mà mình thấy hello world của cục red. Đó. Kích hoạt cái theme này lên, sau đó vô b index gõ một đoạn code thử. Đoạn code này sử dụng PHP. Đó thì ra ngoài này sẽ là hello world. Đó. Cái theme này đang kích hoạt. Tới đây là ok chưa? Cái em ok không? Cái này là dễ nhất luôn á. Phải về nhà làm nhiều vô, phải làm cái thao tác cái tay mình cho nó nhanh lên. Còn em code mà em code chậm như ri là deadline thế bà luôn á. Em code như ri mà em code quy mô được một trang web. Đó. Chỉ cần tạo hồi nãy giờ anh tạo file tạo thư mục xong đâu làm gì đó, đâu có đụng gì á, anh gõ một chữ hello world ra thôi. Rồi thì một cái thêm cục đấy á, ngoài cái file index ra thì nó sẽ còn một số cái file nữa và nó có những chức năng khác nhau. Đó. Thì mình sẽ đi tạo lần lượt những cái file mà mình sẽ tham khảo cái theme mặc định của họ. Thì cái theme mặc định của họ là cái theme của cục red á, theme cục red này, theme mà cục red nó viết á, thì thường nó chuẩn thì mình sẽ bắt chước theo và mình dựa vào đây. Vì rằng anh để lại một cái theme mặc định của cục red đó, thì là để đó để mình dựa vào mình tạo cái theme cho mình đó. Thì cái rồi cái index là hiện trang web vậy không nói vậy. Rồi trừ một cái file tiếp theo á là file function.php. Đây là file chứa tất cả những cái hàm sau này mình viết mình xử lý thì nó sẽ đây này, function.php. Mình sẽ tạo trên thư mục theme này một cái file new file này, lưu lại function.php. Đó, file function này là file có chức năng là sau này mình sẽ viết những cái hàm xử lý của mình sẽ viết hết ở trong file này. Và cái hàm khi mà viết trong file function đó thì mình dùng được tất cả những vị trí ở trong cái theme. Ví dụ index cũng dùng được. Sau này mình tạo ra một cái file, ví dụ link có một cái file là single.php á thì nó cái hàm ở trong function mình vẫn gọi được cái trong file. Đó là cái function này là nó sẽ global hết cho trong web, cho trong hết trong cái theme á, toàn cục. Đó. Ví dụ này, anh sẽ viết một cái function. Sau test đó. Test này nó sẽ đó, đây là một cái hàm đơn giản. Công việc của cái hàm này là sau một đoạn test ra thôi. Thì khi mà hòa nhập cái test gì vào thì nó sẽ show ra kèm theo cái thẻ B. Thế thôi. Thì cái function này á, khi mình viết một cái function ở trong cái file này á thì mình sẽ vào trong file index mình sẽ gọi là được cái function này. Thì ở đây là mình demo thôi, còn cách viết như thế nào thì vài bữa mình sẽ học mà một buổi hai buổi PHP để mình hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đó. Này, ví dụ ở đây ở file function viết một cái function tên là sau test. Đó, cái biến truyền vào là test và dữ liệu xuất ra là cái test đó.
Ví dụ mình copy, mình sẽ qua bên index này, mình sẽ gọi thử. Sau thế ví dụ mình truyền vào cái gì các bạn, rồi một cái function, một cái tiếp theo Noel đó, thấy chưa? Có nghĩa là mình viết một cái function ở trong file function là sau test qua, sau đó mình sẽ qua file index.php, mình sẽ gọi lại các function này. Rồi, mình ra ngoài mình xem. Đó, thấy chưa? Chào các bạn. Và Noel. Chú ý, vì đem một cái chào các bạn Noel lại đứng trước. Tại vì nó nằm ở trong thẻ B đường hoàng. Còn những cái mà không nằm ở trong thẻ nào nó sẽ bị đẩy xuống dưới. Đó. Thấy chưa? Hai cái là chào bạn và Noel này. Nó sẽ sau ra ở đây. Thì function thì nói lại một lần nữa, function là giúp chúng ta viết những cái hàm, sau này mình viết những cái hàm xử lý mình sẽ viết hết ở trong file function. Đó. Rồi. À, nãy quay nói là có file index á, ngoài việc là có file đó thì website nó chạy thì nó có thêm một nhiệm vụ, nó sẽ show dữ liệu ở trang chủ. Khi mà muốn làm sửa dữ liệu hay thay dữ liệu ở trang chủ á, thì mình sẽ nhảy vào file index để mình làm. Đó. Hồi nãy giờ mình đang test được trang chủ này thì nó sẽ show dữ liệu index. Đó là trong file index. Thì function thì viết hàm, thì viết hàm sau này viết hàm xử lý hay là gọi những cái dạng như tạo một menu hay là tạo một vị trí của sidebar các kiểu á, thì mình sẽ viết hết trong trong cái function này. Sau này mà trong quá trình làm thêm á, thì mình sẽ giới thiệu kỹ, nó sẽ bao gồm những cái nội dung chính là cái chi, thông thường nó sẽ là một đoạn code để init cái thêm đó. Nhưng hiện tại là mình chỉ cần biết là function là dùng để viết hàm, hàm này sử dụng được tất cả trong cái thêm, file nào trong cũng được, cũng có thể gọi hàm này được. Rồi một file nữa mà hay dùng đó là file chuyên mục. Ví dụ một cái chuyên mục hiển thị nhiều người viết á, thì mình sẽ viết ở trong file category.php, tạo thêm một file nữa, new file dưới này, nó không có file này nhưng mình có category.php hay file này có chức năng là hiển thị giao diện của trang chuyên mục, ví dụ như là tin tức đây này, thì Wordpress nó sẽ chia ra hai cái, một cái là bài viết, một cái là bài viết đây, hai là chuyên mục. Thì category có nhiệm vụ là hiển thị giao diện của trang chuyên mục, ví dụ mình click đây thì nó sẽ chạy chạy cái trang category này, thấy chưa? Trang category mình ghi một cái đoạn test là category.php này là nó show ra, và vào trong chủ thì nó không hiện category nữa tại vì nó hiện ở nó nhận file index đó. Còn file category là file để nhận dữ liệu của trang chuyên mục, hiểu chưa? Ví dụ như sau này mình muốn vào vào một cái web này, ví dụ vào Hikira này, vào chuyên mục thiết kế web này, muốn sửa nội dung của trang này chắc chắn là mình sẽ vào trong file category để sửa. Đó. Chức năng của nó là hiện dữ liệu của trang chuyên mục. Còn sau này cách hiện như thế nào thì mình sẽ học sau. Đó. Hiện tại mình đang học cấu trúc của cái theme thôi. Đâu, file category. Và trong từng file nó sẽ có một số cái hàm của Wordpress, ví dụ muốn lấy title của category thì sẽ có hàm. Đó. Guess single get title. Sau này mình sẽ học nhiều và mình sẽ quen. Ok chưa? Category thì
là chứa hiển thị giao diện của trang danh mục chuyên mục. Rồi tiếp theo á là một cái trang, một cái file nữa là file single.php. Single là cái gì à? Single là là một mình mà. Đó, đây là file single.php. Thì file single.php sẽ hiển thị giao diện của trang chi tiết bài viết. Chi tiết blog, chi tiết tin tức là sẽ nằm ở trong file single. Ví dụ nha. Lớp của mình đây nào. Này không biết gì đâu nữa nè. Đó thì chi tiết bài viết này, khi mình xem cái chi tiết này đó là sẽ nhận cái file single. Ví dụ mình test thử này, the title trong này sẽ dùng cái hàm the title này, là cái hàm này sẽ lấy title của bài viết đó. Mình vào đây mình đó, thấy chưa, hai nhà phân phối gì đây. Anh mới biết nè, bây giờ hai nhà phân phối là xem bất bình, đó là file single, là sẽ nhận giữ giao diện của trang chi tiết bài viết single.php, nhớ hãy. Single.php là hiện những chi tiết bài viết. Đó, ví dụ như anh đây là hai nhà phân phối này, cái link của hai nhà phân phối này, ví dụ anh vào cái link chứng chỉ gì đây, nó sẽ ra cái chứng chỉ single này, thì cái hàm the title này là cái hàm để lấy cái title của bài viết, vào bài viết nào sẽ lấy title của viết đó. Đó. Cái này cũng, nếu mà đi học phần bóng WordPress thì họ cũng hay hỏi. Rồi tiếp theo là một cái file nữa là file page.php. thì page.php nó giống như single nhưng mà nó lại sẽ là hiển thị nội dung chi tiết của cái phần trang đó, là mình sẽ đặt trong file page.php. Đó, page.php này mình sẽ copy lại đi, copy lại cái single. Này, page.php thôi, đơn giản. Page.php là nó sẽ hiển thị giao diện của trang page, những cái trang chi tiết của trang, cái nội dung page này, trang này. Xem thử này, giới thiệu này. Đó, để anh coi giới thiệu này nó có những nội dung gì. Đó, thì mình giới thiệu luôn á, là để hiển thị nội dung của bài viết á, thì mình sẽ dùng một cái hàm là the php the content. Đây là hàm để sử dụng nội dung của bài viết là the content. Thì mấy cái này không nhớ được hết đâu, nhưng mình làm quen á là sẽ nhớ, và nó chỉ quanh quẩn cỡ chục cái mình hay dùng thôi. Nó làm đi làm lại, không nhớ thì mình qua cái theme mình đã làm, mình cốt, hoặc qua cái theme mẫu của họ mình cốt thôi, không có gì hết. Và nếu không nhớ thì lên Google search thôi. Đó thì nó sẽ hiện ra, ví dụ như là cái trang này anh sẽ công một rồi, mình sẽ đi xem nhập phát đi.
Nên chạy local nó chậm thiệt sự. Đó, xem này. Quá. Vào xem giới thiệu khác này. Đó, cao. Nó hiển thị được title thôi. Còn cái count này hình như là do cái này thì nó hơi hơi về chuyên môn một tí thôi, cứ cứ nghĩ cứ cứ, cứ nhớ là vài bữa mình giới thiệu sau, tại vì còn nhiều phần lắm, một có bài nên thì còn nhiều phần lắm, vài bữa là sẽ làm đây nè, không ra cái này chưa có snippet của Higira. Thì nhớ là vừa content á là anh sẽ nhận dữ liệu của giờ content là sẽ nhận dữ liệu, nó sẽ ghét dữ liệu của nội dung bài viết đó. Hiện tại nó chưa ra nhưng mà do cái này nó phải chạy bằng lập nữa nó mới ra, còn lập cái post nó mới ra. Cái title thì ở đâu nó cũng gọi được. Rồi. Tiếp theo là đi refresh lại. Tiếp theo là một trang một cái file nữa. Thì cái file mình vừa một khi mình tìm kiếm á thì nó ra ra kết quả thì mình sẽ hiển thị ở trong cái file là search.php. New file, một file là search php. Search.php thì cái trang cái file file này á, là sẽ hiển thị giao diện hay là hiển thị dữ liệu của nội dung mà mình search ở trên website của mình, thì nó sẽ nằm ở trong file này. Đó. Rồi tiếp theo á, là sẽ có một cái file nữa là file 404.php. File này mình hay dùng, có nghĩa là nội dung mà không tồn tại á, một cái link mà mình giang hồ nó vào nó ghi tầm bậy, nó ghi tầm bậy bậy bà trang website mình enter phát á, thì nó sẽ báo là link đó không tồn tại và nó sẽ chuyển tới cái nội dung của file 44.php. Đó. Để con thử rồi. Cái này thì nó đang như thế này, đừng có quan tâm, vài bữa mình làm cái theme vừa có giao diện mình làm từ đầu á nó sẽ được. Đó. Chỉ nhớ là 404 là chấm php là làm cái theme, và khi mà họ một số trang mà nó không tồn tại á thì mình muốn style lại cái file mà 404 của họ thì mình sẽ biết ở trong này. Đó. Thì đây là những cái file chính. À, ngoài ra nó có một cái file nữa là file archive này, mình sẽ copy cái từ này. File archive có nghĩa là lưu trữ. New file archive.php. Không vô được à? Đó, file là file lưu trữ, có nghĩa là nó sẽ những cái từ khóa hay là những cái nội dung mà không không có giao diện mô hứng á thì cái file archive này nó sẽ hứng, sẽ hiển thị giao diện đó, làm cho web mình nó không bị lỗi, hiểu không? Một số cái sau này mình viết ra mình tạo thêm một cái bot type mới hay là mà tạo một cái chức năng mới mình chưa define cái file hiển thị giao diện của nó thì nó auto nó sẽ nhận cái file archive này. Đó. Thì cái luồng đi của nó là đầu tiên là file index này. Đó. Ở phần đầu tiên là mấy cái trang cong trước, nhưng mà trang cong mà không có file á thì nó sẽ nhận giao diện của file archive. Nhưng mà archive mình không define nữa nó sẽ nhận giao diện của file index.php. Vì thế nên file index.php là file không thể thiếu. Đó. Khi mà thiếu thì cái theme này nó không hoạt động. Đó. Ví dụ mình làm một cái trang mà dạng trang chi tiết, mình quăng define cái trang single.php mất thì nó sẽ nhảy vô cái trang archive, nó lấy vô diện archive ra nó hiển thị. Nhưng mà cái archive mình cũng không define ở trong cái này, mình không có file archive thì nó sẽ lấy cái trang index ra hiển thị. Đó. Vì thế một số website mình vô chỉ thấy click phát ra trang index, có nghĩa là cái file đó
chưa define mấy cái đăng kia, mấy cái site con. Và một số người họ chỉ biết một file một mình file index thôi, họ không cần phải tách ra và vào file index họ if và else. Ví dụ if đây là ở đăng chủ thì hiện nội dung đăng chủ ra, đây là kiểm tra ở đây là đăng con là hiện nội dung đăng con ra, họ không cần phải tạo nhiều file như mình, họ chỉ cần phải function với lại file index. Nhưng mà đối với những website đơn giản, chứ còn website phức tạp đó, thì mình đang tạo ra để mình dễ custom hơn. Đó. Thì đây là những cái file cơ bản thì đó. Rồi thì trong những cái file cơ bản thì các bạn sẽ gặp một trường hợp khi mà làm á, ví dụ như trang hikira.net đi, click vào một bài viết chi tiết đây đó, thì mình sẽ thấy là có phần chung của nó là phần header, vào trang chủ đăng câu gì có phần header thì nó vẫn đúng y nhau hết đó. Thì nếu mình vào file trang chủ á, mình viết có phần header á, rồi vào trang con cũng mình cũng viết là cái file header này thì nó dở đó, thì người ta mới tách ra một cái file gọi là file header.php. rồi sau đó vào từng cái file con á, thì mình sẽ include cái file header vào, sau này mình sửa header là mình chỉ sửa một file thôi đó, thì nó sẽ sinh ra một cái file đó là file header.php. Header.php là chứa cái phần đầu của trang web. Thường thông thường là thế. Thông thường header footer là nó sẽ giống nhau, là tách ra hai cái file, nó ra hai file riêng. Rồi vào header thì mình sẽ get, rồi vào trang chi tiết sẽ get header vào, get footer vào. Chỉ cái nội dung phía giữa của trang chi tiết là nó sẽ đổi thôi. Đó. Thì người ta sẽ tạo ra một file là header.php nữa. Đó. Tí là mình sẽ demo, trừ cứ tạo file đi. Đó. Rồi tương tự như thế thì nó phần sẽ có phần footer, ví dụ footer mình giống y nhau này, có cái bạn bè với lại có copyright này, vào trang nào nó cũng có hết, hoặc có bài nào nó cũng có cái này, thì mình tách đi cái này ra một cái file riêng. Thì làm web như thế, cái phần nào mà nó giống nhau, mình lặp đi lặp lại như trong web, mình đang tách ra một file riêng. Sau đó mình vào cái file đó mình gọi cái mình include cái file, include cái file mà mình tách ra, thì sau này mình sửa một chỗ thôi. Đó, tránh trường hợp là ví dụ vô single mình cũng sửa header, mà vô trang chủ mình cũng sửa header, mà hai header giống nhau thì nó lại tốn thời gian, mà nó dở nữa. Rồi tương tự như thế thì sẽ có thêm file footer.php. Footer.php. Rồi ví dụ như phần này anh lại có điểm chung nữa là cái cột bên phải này vào trang nào nó cũng giống nhau nữa, thì mình tạo ra thêm một file là sidebar.php nữa để làm những cái cột bay. Lưu lại sidebar.php. Đó là mình sẽ thấy khá là nhiều file rồi đấy. Chừng này thì mình code cũng ấn. Sau này mình sẽ đi làm cho từng file, viết code cho từng file. Đó. Mình sẽ viết code cho từng file. Cách viết code thì mình sau này anh sẽ gửi cho tụi em một cái file, một cái HTML. Đó. Sau đó mình từ cái HTML phát triển lên thành một cái theme WordPress. Nó dễ hơn là mình đi code từng file. Đó. Nhưng mà mình phải biết là nó có những cái file như thế này, và bắt buộc là nó có hai file đó. Và mình tách ra thì nó sẽ sau này mình vô mình sửa sẽ nhanh hơn đó. Ngoài ra thì nó sẽ có một số cái thư mục mình muốn tạo, thì mình tạo thêm thư mục đó. Thì mình cũng chia nhỏ website ra cho dễ quản lý thôi, thì mình tạo thêm thư mục, mình bỏ website vào đó, sau đó mình include vào đó. Nhưng mà đó, thì nó sẽ có một số y như là HTML đó, sẽ có một số cái file, các thư mục như là thư mục email này chứa hình ảnh, thư mục CSS chứa style, thư mục JS là chứa những hiệu ứng, ví dụ như phong chứa phong của website đó, thì mình có thể tạo thêm ở trong cái này luôn, để sau đó mình sau này một số cái ví dụ như cái một số cái icon đó,
hay là một số cái mình không muốn lái từ trong DB, mình muốn chèn cứng số icon á, thì mình sẽ bỏ ở trong luôn ở trong các thư mục này cho nó khỏe. Thì mình sẽ ở đây mình sẽ tạo ra một cái folder tên là CSS folder nhé, folder là gì ấy, folder là phong, và một folder là email này. Đó, email. Thì đây là mình đã tạo được một cái cây theme WordPress cơ bản, là nó sẽ gồm những cái thành phần này. Và từ nay về sau mình chỉ quanh quẩn mình code ở trong cái này thôi, code trong cái folder này thôi, nhưng mình code ớn nữa, không thấy chuyện đi code này. Đó, trong cái folder này đó. Còn thấy chưa, thì đây là cái cấu trúc thư mục của WordPress. Thì mình giới thiệu lại, hồi nãy giờ mình giới thiệu lại, thì trong hồi nãy cái link gửi trong bài viết mình còn còn có hướng dẫn chi tiết rồi, thì nó sẽ cũng dừng này thôi, cũng gửi dừng này thôi. Và tùy theo cái chức năng của website mình sẽ tạo thêm file khác. Sau này mình tạo thêm một cái dịch vụ á, thì mình sẽ tạo thêm một cái file là single dịch vụ để hiển thị chi tiết của trang dịch vụ. Ví dụ như trang dịch vụ á là khóc, mình có hai loại, là một loại là dịch vụ, một loại là tin tức đó. Thì mình sẽ dịch vụ mình sẽ ghi là single gạch dịch vụ đó. Mà nếu single dịch vụ mình không define, nó sẽ nhận cái file là single.php, mà trang single.php mình không có nó sẽ nhận cái archive, mà archive cái file archive này mà không có thì nhận file index đúng không? Mình phải tìm hiểu, mình phải hiểu được cái này. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Đó, thì cái thư mục của Google rất là thế. Và khi mình làm một website, chủ yếu mình làm cái này, làm cái website WordPress chủ yếu làm cái này đó. Rồi, thì nhân tiện đây mình giới thiệu luôn một số cái mà nó đã tạo sẵn cái thư mục của theme mình có thể kế thừa mà mình dùng, đó là theme framework đó. Thì các bạn nó sẽ có một số cái theme framework red. Này là có 10, 14 cái page này. Có nghĩa là nó sẽ tạo sẵn cho mình những cái file như thế này, mình từ đó mình phát triển thêm lên. Đó. Nói chung thì đây cái từ khóa là theme framework, về nhà tìm hiểu thử đi. Chứ hiện tại mình tự code nên mình biết dùng theme framework. Đó. Nhưng mà theme framework là có nghĩa là nó sẽ build cho mình một cái cây thư mục hoàn chỉnh. Sau đó mình sẽ viết thêm vào. Nhưng mà làm cách đó thì đối với những người phát triển web từ đầu á, còn những người mà có template rồi á, mình sẽ làm HTML trước, mà thông thường làm rất có template, HTML trước á, thì mình sẽ sử dụng cái cách như mình sẽ, ví dụ như từ file index .php mình sẽ đổ qua file index .html, mình sẽ đổ qua index .php, đổ tên qua. Sau đó mình kết phần đầu của HTML mình bỏ vào header, kết phần cuối bỏ trong footer đó. Cái xong rồi mình tự tạo những cái trang chi tiết đó. Thì vài bữa là mình sẽ làm theo cách đó, ok chưa? Rồi mình sẽ đi vọc thử một số cái theme của mặc định thử mình nãy giờ mình nói cái đúng hay không. Có thể là mình sẽ vô những cái file đó mình chỉnh sửa, mình thêm sửa thử nó có hiển thị đúng như ý mình không. Đó. Rồi mình add tiếp lại cái theme, mình add tiếp lại cái theme mặc định của nó đi, kích hoạt lại, mình vô mình phá cái theme mặc định của nó để mình hiểu hơn. Nè, cái theme mặc định của nó này là cái theme này đây.
cái theme này đó. Thì hồi nãy mình nói là trang index là hiển thị trang chủ này, thì mình vô đây mình gõ thử này, quy đó, mình có thử đoạn code như thế này. Mình ra ngoài mình xem này. Đó, chào các bạn này, thấy chưa? Mình vào thử một trang chi tiết này thì sẽ không có từ chào các bạn nữa. Và trang chi tiết này á, thì giờ mình ví dụ như mình muốn sửa một cái chi đó ở trong cái trang chi tiết này thì mình vào file nào hả? Đó, single, tương tự như thế mình vào đó. Trang file single. Trong này có file single không? Một rồi. Đây này, single này. Vào thử này. Vào lung ở đây luôn đi. Vào lung ở đây. Quay này. Đây. Đó. Đây này, thấy chưa? Và tất nhiên là qua trang chủ nó sẽ không có chữ đa là trang single, tại vì cái trang single là trang chi tiết bài viết, thì mình ghi ở trang chi tiết bài viết thì ở trang single nó hiển thị thôi. Ví dụ như sau này mình custom thêm á, thì mình muốn hiển thị ở đây một cái dòng quảng cáo, ví dụ mình có đặt muốn banner quảng cáo trong bài viết á, thì mình biết chỗ để mình vô mình sửa, hiểu không? Được. Chủ yếu của bài học hôm nay á, là để mình giới thiệu cái theme, để mình custom cái theme khác cũng được, mình biết. Ví dụ mình kêu ví dụ khách hàng muốn sửa cái chỗ này, họ muốn cái này nó hẹp lại hay nó to ra gì đó thì mình biết chỗ để mình vào mình sửa đó. Thì nội dung của hôm nay là chủ yếu là để làm rứa, mình hiểu thêm thêm một đấy. Rồi ở đây có sợt không à, mình thử đi qua đánh chủ có phần sợt không, không có phần sợt à, phần sợt đây này. Đó, phần search đây, đây là cái trang hiển thị chi tiết của phần của list những bài viết mà nó search ra. Thì khi nãy mình nói là search đó, thì sẽ nằm ở trang nào hả? Đây này, search.php luôn này. Thử liền. Đó, đây là trang search này, thấy chưa? Chính nó luôn. Đó. Ví dụ sau này kết quả tìm kiếm mà nó ra mình muốn chèn thêm gì đó trước kết quả tìm kiếm á, thì mình sẽ vào trong này mình xử dạng như thế đó. Thì tương tự là pay cũng rất pay là hiển thị cái trang đó, trang của các bài chi tiết của các bài bài thế thôi. Rồi trang function là làm gì? Biết hàm. Đó. Đó là cách chúng ta để tìm hiểu mà sau này đi custom một cái theme một red cho nó dễ. Mình là dân dev thì mình custom theo kiểu nào? Có nghĩa là mình vô thẳng cái file mà nó viết mình cứ tầm luôn thì nó khỏe hơn so với việc là mình phải vô trong một số cái chỗ admin á đó. Rồi trong đây mình có thể viết CSS luôn. Bốn không bốn này, đây là cái trang file not found này. Ví dụ mình vào một cái link tầm bậy nó sẽ hiển thị cái trang bốn không bốn này. File not found là cái trang này này. Đó, nó có cái phông sệt này, thấy không? Có một cái đoạn test sau ra là cái gì ta? Đó, nó pha bi nó pha này, đó. Nó dịch qua tiếng Việt rồi đó. Rồi ở đây sẽ có một cái phông sệt. Ví dụ như họ kêu muốn vứt cái phông sệt ở trong file nó pha đây thì mình qua đây mình vứt đi. Nó sẽ mắc cái phông sệt dạng như thế. Sau này mình làm mình cũng follow theo cái kiểu như thế này. Từ một cái trang header mình sẽ trừ một cái file index mình sẽ chia ra nhiều file nhỏ và vào trong bài con thì mình cứ include nó vào lại. Đây này, trong file function này dùng viết những cái này đó thì
tại vì một người vẫn vẫn chưa rành bếp bê tí thì chứ rành bếp bê thì mình sẽ giới thiệu, còn để bữa sau mình sẽ học qua bếp bê một tí để mình biết cách viết code bếp bê như thế nào, cú pháp cơ bản, một số cái if else cơ bản, một số xử lý hàm, hay là một số cái đặc biệt của một red, một số cái hàm đặc biệt của một red mình hay dùng đó, thì mình phải học trước mấy cái đó để mình sau này ok chưa. Rồi mình sẽ làm một tí đi. Tí mình vô mình sẽ đi sơ qua một số cái hàm mà nó hay dùng ở trong thêm. Thì mình sẽ học trước, ví dụ như include một cái file khác và một cái file khác như file A và file B ấy, thì sử dụng cái hàm chi trong một red đó. Từ hiện tại là mình giải lao cỡ 10 phút, 8 7 rưỡi đó. Học cỡ 7 8 15 được.